Thưa quý vị, thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu thế chủ đạo. Với Đà Nẵng, để trở thành thành phố thông minh, thanh toán hiện đại phải đi trước một bước. Đến năm nay, Đà Nẵng đã có khoảng 8.000 thiết bị chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Bình quân, mỗi người dân thành phố trong độ tuổi lao động đang sở hữu khoảng 3 thẻ ngân hàng. Thành phố đang hướng đến mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt vào năm 2025. Phóng sự được thực hiện nhân ngày 16 tháng 6, ngày không tiền mặt tại Việt Nam. Tại quầy thanh toán viện phí Bệnh viện Tâm trí, việc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thanh toán bằng phương thức điện tử như thế này không còn mới mẻ. Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là một trong những mục tiêu quan trọng mà các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hướng đến. Đặc biệt, trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt giúp giảm thời gian, thủ tục, hạn chế việc tiếp xúc, từ đó bảo đảm an toàn, thuận tiện cho cả bệnh viện lẫn gia đình bệnh nhân. Thì song song với cái sự phát triển cũng như là cái xu hướng chuyển đổi từ thanh toán sử dụng tiền mặt qua không dùng tiền mặt của người dân cũng như là chính phủ, thì đặc biệt là trong cái tình hình dịch hiện nay nữa, thì bệnh viện rất là chú trọng việc triển khai các hình thức không thanh toán tiền mặt, ví dụ như là thanh toán qua máy POS, là sử dụng cái thẻ ATM. Ngoài ra thì có thể chuyển khoản trực tiếp vào cái tài khoản bệnh viện bằng cái hình thức là sử dụng app của ngân hàng hoặc là ví điện tử mà người dân thường rất hay sử dụng. Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng cho biết, tại thành phố, 100% bệnh viện đã áp dụng phương thức thanh toán điện tử trong thanh toán viện phí, 98% trường học thu học phí qua ngân hàng, 99% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 100% khách hàng sử dụng điện, 99% khách hàng sử dụng nước đã thanh toán hóa đơn sử dụng qua hình thức thanh toán điện tử. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, tính đến cuối tháng 5 năm 2021, tại thành phố, lượng giao dịch thanh toán qua thẻ đạt hơn 14 triệu món, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán qua kênh Internet đạt hơn 2,3 triệu món, tăng 47%. Thanh toán qua kênh điện thoại di động đạt 1,2 triệu món, tăng tương ứng 125%. Thanh toán qua kênh QR đạt gần 600.000 món, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2020. Cái hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Đà Nẵng nó đã có một cái bước khởi sắc rất là lớn, và đặc biệt là nó đã gia tăng với một tốc độ rất là cao. Thì chúng tôi hy vọng rằng với một cái hiện trạng như thế này thì cái việc thanh toán không dùng tiền mặt của thành phố Đà Nẵng sẽ sớm đạt được cái yêu cầu mà chúng ta đã đặt ra ngay từ những năm cách đây vài năm. Và chúng tôi hy vọng rằng là người dân Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục hưởng ứng các cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt này để làm cho thực hiện được cho được cái mục tiêu của quốc gia là đến chúng ta ngày càng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thanh toán của quốc gia. Để hướng đến thành phố thông minh, thành phố không dùng tiền mặt trong thanh toán, Đà Nẵng đã xây dựng đề án nâng cao nhận thức và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử gắn với thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025. Các đề án với kỳ vọng làm thay đổi thói quen, hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại. Về mạng lưới ngân hàng, thành phố đã có hơn 50 chi nhánh cấp 1 và hơn 250 phòng giao dịch phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố từ thành thị đến nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch thanh toán qua ngân hàng. Bản thân cái hệ thống ngân hàng thương mại người ta có lợi rất là nhiều khi mà khuyến khích người dân thanh toán qua cái điện tử này, bởi vì là nó sẽ tập trung được một cái số lượng vốn ở trong cái tài khoản của các cái ngân hàng thương mại với một cái giá cả nó hợp lý. Thì đây là một cái cơ sở để cho các ngân hàng thương mại có thể gia tăng cái vốn cho vay đối với các thành phần kinh tế khác. Ngược lại về phía người dân đó, thì khi mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì người ta cũng đạt lợi rất là nhiều điều, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí và tạo được cái sự nhanh chóng tiện lợi trong cái quá trình mà chúng ta thanh toán giao dịch. Hiện toàn thành phố có hơn 500 máy ATM, gần 8.000 máy POS với tổng cộng gần 2 triệu thẻ thanh toán các loại, mà hầu hết chủ thẻ đều ở trong độ tuổi lao động. Trung bình, mỗi người dân thành phố trong độ tuổi lao động sở hữu 3 thẻ ngân hàng, doanh số thanh toán qua thẻ ngân hàng mỗi năm một tăng mạnh. Ngân hàng Nhà nước nhận định, việc người dân nhanh chóng đón nhận những công nghệ mới, nhất về thanh toán điện tử sẽ tạo tiền đề cho nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ tại thành phố trong tương lai.